Rồi, mến chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về máy cày đang chạy xới nha các bạn. Ở đây đang chuẩn bị cho vụ hè thu nha. Chạy quá trình bạo luôn nè, rất là nhanh luôn nha. Đem phê lắm, nước không à. Nếu là xới cái này chạy chục cái một là nó văng dữ lắm, văng luôn à. Ghe ở miếng đất là cũng bự lắm nha. Bên đây cái miếng cặp giường của anh ta đang đốt đồng, bởi vì nó thấy hơi khói nha các bạn, hơi mờ mờ nha. Đây lẹ ghê không? Phòng bên đây đồng gồ bao nha các bạn. Đó, tới đầu dưới rồi đó. Cái đất này nó bự tới đầu trên mình đứng luôn, tút xa biết bao xa luôn. Nghe tiếng máy đó là đã à. Nước bánh xe trước lên nước luôn. Bên đây xả nước ra rồi ha, xả nước ra bớt cho khô rồi.